Được thành lập từ năm 1996, trải qua 5 nhiệm kỳ hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã từng bước khẳng định vai trò trong xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã có nhiều hoạt động gắn kết là cầu nối mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác phát triển kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời đã tạo hơn 10.000 việc làm, thực hiện hàng trăm công trình phúc lợi, an sinh xã hội trị giá hàng tỷ đồng. Đối với việc tập hợp và mở rộng hội viên, mới đây Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã kết nạp thêm trên 100 thành viên. Nhân dịp thành lập chi hội doanh nhân trẻ huyện Cần Giuộc, nâng tổng số hội viên Hội Doanh nhân trẻ trong toàn tỉnh trên 450 hội viên. Trước mắt thì chúng tôi sẽ cùng với tất cả các doanh nghiệp đã có và đang hoạt động tại hội sẽ liên kết cùng với các doanh nghiệp khác để cho các doanh nghiệp để cùng phát triển, làm sao mang lại những cái lợi ích chung cho các doanh nghiệp, đồng thời tạo ra những cái kết quả phát triển kinh tế cho một phần đóng góp của huyện, đồng thời có những kết quả để tạo ra những cái an sinh xã hội trên địa bàn của huyện Cần Giuộc. Chúng tôi với mong muốn là trong thời gian năm 2025 chúng tôi sẽ mở rộng các cái quy mô hoạt động của các cái chi hội cùng với hội tỉnh, phấn đấu số lượng hội viên thường xuyên tham gia các hoạt động của hội và các chi hội đâu đó là hơn 500 hội viên, và cũng thông qua đó là cũng giúp các hội viên tăng cường giao lưu kết nối và hướng đến là cái mục tiêu là cùng giúp nhau phát triển bền vững. Trong tương lai, và nhất là kỳ đại hội lần thứ 6 vào cuối tháng này, hội sẽ tiếp tục có những mục tiêu rõ ràng hơn về hoạt động quản trị doanh nghiệp, nhất là tạo thêm cơ hội để người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp địa phương.